Lựa chọn nào dưới đây thể hiện cách đo chiều dài hình chữ nhật một cách đúng nhất? Hãy xem nào. Ở đây chúng ta có hình chữ nhật màu xanh này. Bạn hãy nghĩ thử xem làm sao chúng ta đo nó đây? Ta có 1 cm ở ngay đây và để thêm 1 cm khác vào đây nữa. Và đề nói rằng hai cây thước đo hình chữ nhật từ đầu đến cuối. Điều này là có lý bởi vì chúng ta có thể nói rằng nhìn này, từ đây đến đây, từ đầu của hình chữ nhật đến chính giữa của nó là 1 cm và khi đó có 1 cm khác dẫn chúng ta đến bên kia bên phải này đây. Và chúng ta biết rằng nó dài 2 cm, 1 và 2. Nên mình chắc chắn rằng đây là một cách đo đúng đắn, nhưng chúng ta hãy chắc chắn rằng hai lựa chọn còn lại không phải là cách đo đúng. Hãy nhìn lựa chọn ở ngay đây, chúng ta có 1 cm và sau đó là 1 cm khác nhưng bạn lại để một khoảng trống ngay đây. Bạn không thể để một khoảng trống ngay đây vì bạn đang muốn đo xem khoảng cách này là gì và chú ý rằng phía đầu phải cây thước này nằm lệch sang bên phải hình chữ nhật, vậy nên đây không phải là một cách đo tốt. Xét tới cách này, ta không thể đo được hết tất cả toàn bộ chiều dài của hình chữ nhật. Ở đây bạn thấy nó bị đo thiếu, bạn đang cần đo toàn bộ chiều dài, cần bắt đầu từ cạnh bên trái và cần đo hết chiều dài mà không có bất kỳ khoảng trống nào và những cây thước không được chồng lên nhau để đến đầu bên kia. Vậy cách này cũng không đúng. Nào, chúng ta hãy tiếp tục lựa chọn nào sau đây chỉ rằng một cục tẩy được đo một cách đúng đắn hãy nhìn lựa chọn này ồ một lần nữa ta thấy có gì đó không ổn thậm chí mình cũng không biết có vấn đề gì nhưng nguyên cả cây thước này không đo được toàn bộ chiều dài của hình chữ nhật vậy nên đây không phải là cách đo đúng đề nói rằng hai cây thước đo một cục tẩy và chúng chồng lên nhau. Ở đây mình thấy rằng đoạn thước này bị che khuất một chút, vậy cây thước này chồng lên cây thước khác, nên ta không chọn câu này. Bạn phải đặt thước cạnh nhau mà không có khoảng hở nào. Ta muốn đo được toàn bộ chiều dài của hình chữ nhật này. Còn lựa chọn này nó có một khoảng hở và nó đo ra ngoài góc bên này của hình chữ nhật rồi. Vậy nên điều đó không tốt chút nào. Còn ở đây không có sự chồng lên nhau và cũng không có khoảng trống nào, chúng vừa sát bên nhau và chúng ta bắt đầu từ cạnh bên trái của hình chữ nhật, đo một cách chính xác đến cạnh bên phải, chúng không vượt qua hay chưa đi hết chiều dài hình chữ nhật. Vậy lựa chọn này là đúng. Bài này thật là thú vị ha. Hãy làm tiếp nào. Chiều dài sàn nhà của ngân hàng là bao nhiêu? Tính theo đơn vị mét. Đây là hình vẽ một ngân hàng Mình đoán đây là đông tiền lớn của ngân hàng Đây là những tờ đô la và những đồng xu Kéo cây thước vào để đo Đây là đơn vị mét và mình có thể nhấp vào nó Và sau đó mình có thể đặt nó Hãy nhớ là muốn làm gì Mình không muốn làm cách này, cách này sai Bởi vì mình muốn đo ngay chỗ góc Ngay tại góc của ngân hàng Nên mình đặt cây thước như thế này Mình đã thấy được chiều dài của ngân hàng Bao nhiêu nhỉ? Bạn hãy nhìn ngay tại góc này Nó ngay số 4 ngay chỗ 4 m. Vậy nên nó sẽ có chiều dài là 4 m. Hãy làm thêm một bài khác. Chiều dài của sân sau của Maria là bao nhiêu? Và một lần nữa bạn chắc chắn không muốn làm thế này, lúc đó nơi mà bạn bắt đầu đo sẽ nằm trước hoặc sau nơi chiều dài sân vườn mất rồi. Bạn muốn đo đúng ngay góc ngay đây này. Đó là nơi mà chiều dài của hàng rào bắt đầu nên bạn đặt thước ở đó, đo được 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhìn có vẻ khá gần rồi Nhìn xem nó có vẻ rất gần với số 8 8 m ở ngay đây Vậy nên chiều dài của nó là 8 m Mình sẽ ghi là 8 Nào vậy hãy làm thêm một bài nữa thôi Chiều dài của cái khay đựng bánh quy là bao nhiêu cm Chiều dài là cạnh dài nhất nếu bạn có một chiều dài và một chiều rộng. Vậy chiều dài nhất của cái khay đựng bánh sẽ là cạnh ngay đây. Ta sẽ không đo cạnh trên này vì nó sẽ không phải là chiều dài. Chiều dài nếu để không nói thêm gì nữa thì nó là cạnh dài nhất. Vậy chúng ta muốn đo... Để mình xoay nó lại. Chúng ta muốn đo dọc theo cạnh bên trên cùng. Hay dọc theo cạnh bên dưới này. Và chúng ta thấy rằng một lần nữa ta không muốn làm thế này. Nơi đặt điểm bắt đầu đo của thước lệch xa bên trái của khay và cũng không như thế này lại lệch quá xa về bên phải. Bạn phải đo đúng ngay góc này ở ngay đây. Mình chỉnh nó thẳng lại nha. Và chúng ta thấy rằng chiều dài của chiếc khay là nó khoảng 8cm. 8cm. Và ta đã làm xong rồi.